Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2020. Và bây giờ cũng là 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con Oppo A37 này ạ. Hôm nay nhà mình lại về được con Oppo A37 này các bạn nhé. Con Oppo A37 này thì là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Thì con này thì các bạn cũng đã rõ rồi, nói chung là dùng làm máy phụ chống cháy rất ok nhé. Con Oppo A37 này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 900k. Ngoại hình thì máy còn 90% các bạn nhé. Con Oppo A37 này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 900k. Đấy, Oppo A37 là 900k. Đấy, các bạn mua về làm máy phụ nghe gọi rất ok các bạn nhé. Đấy, bên mình thì đang thanh lý bạn với giá 900k các bạn nhé. Oppo A37 900k đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 này thì các bạn liên hệ mình sớm nhất, một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, và số 2 là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu và trao đổi và mua bán. Và ở xa thì bên mình có ship, đây một số là 0966 221 789, cho bọn các bạn ở xa không nhìn thấy. Và đây là số đầu tiên của mình, vào 0833 221 789. Và giờ làm việc thì mình bắt đầu từ là 7 giờ tối và đến 7 giờ sáng và đến là 9 rưỡi tối các bạn nhé. Mong các bạn đừng gọi cho mình là sớm quá hay là muộn quá các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình để về con này là con Samsung S7e này. Thì hôm nay mình vừa mới là giao lưu trao đổi với khách của khách qua cửa hàng tại nhà mình. Thì con này thì mình không báo giá trực tiếp được, tại vì máy mình đổi cho khách mà. Thì là tình trạng ví dụ đổi cho khách ấy, đổi cho khách thì mình nói chung là mình cũng sợ mất lòng trước lòng sau, đâm là các bạn gọi trực tiếp cho mình để có giá nhé. Con S7e này các bạn mua, tình trạng của nó là chỉ bị đốm một tí đấy thôi. Đây, nhìn rất là có duyên nhé. Đốm một tí này, mấy cả là bị nứt chỗ đường kính đây này. Đấy, các bạn nhìn kỹ này. Đây, vỡ kính này. Đấy, nứt kính đấy thôi. Đây, các bạn nhìn kỹ thì nứt kính này. Đấy, nứt một đường kính đây. Mấy cả vỡ một tí này thôi. Về các bạn miếng dán miếng phun FPT vào là dùng rất bình thường. Nói chung là các bạn mà mua S7s này về, các bạn mà chạy Grab, Grab hay là nổ đơn cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nói chung là S7e cấu hình nó cực kỳ là khỏe luôn. Màn hình của nó, độ phân giải nó 2K, nó hỗ trợ cực kỳ là tuyệt vời. Đây mình sẽ xem con này là thông tin phiên bản này, thông tin thiết bị này. Đây con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng nhé. Đây mình sẽ xem con S7e này là bản này. Con này là bản công ty này, à đâu, 5788. Con này bản Hàn nhé. Con này bản Hàn 2 SIM. Này con này là bản Hàn 2 SIM nhé. Sorry các bạn, con này là bản Hàn 2 SIM. Cấu hình con S7e này thì mình sẽ xem cho các bạn là cấu hình cho các bạn bao nhiêu ghi. Có mặc định là RAM 4 rồi. Mình xem bộ nhớ trong là bao nhiêu ghi. RAM 4, bộ nhớ trong 32GB. À, con này chỉ bị đốm một tí đây và bị vỡ kính phần dưới này. Thì mình sẽ thanh lý bạn với giá lợn chết cho các bạn nhé. Đấy, con này thì các bạn gọi trực tiếp cho mình để mình sẽ báo giá trực tiếp cho các bạn nhé. Đấy, các bạn mua về làm dùng máy phụ nghe gọi này, hoặc các bạn nổ đơn rất là tuyệt vời, con S7e này các bạn nhé. Đấy, con này thì mình giao lưu của khách mà, đâm là mình không báo giá trực tiếp được các bạn nhé. Mong các bạn thông cảm nhé. Các bạn nào mua con S7e này, các bạn nhanh tay nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình để đặt hàng nhé. S7e đây ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được tiếp là con này là con gì nhỉ? Con này là con Samsung Note 9. Đấy, hôm nay thì mình lại về tiếp tục được con là Samsung Note 9. Note 9 hôm nay nhà mình lại về được con Samsung Note 9 màu tím đấy các bạn nhé. Đây, Samsung Note 9 màu tím. Con này các bạn mua về ví dụ mà tặng bà xã hoặc là người yêu hoặc là bồ nhí rất là tuyệt vời luôn. Đấy, đấy Note 9 này. Ngoại hình sản phẩm Note 9 với mình thì con này thì màu tím. Note 9 thì là ngoại hình thì là máy đẹp 90/90% các bạn nhé. Máy đẹp len keng xả beng. Note 9 thì có hỗ trợ cái bút này. Đây, các bạn chỉ cần bấm bút sẽ vào camera chụp ảnh thôi. Đấy, đây. Các bạn chỉ bấm bút sẽ vào camera chụp ảnh thôi. Đấy. Đây, các bạn chỉ bấm bút cái là sẽ chụp ảnh nhé. Rất là tiện lợi của Note 9 các bạn nhé. Đấy, Note 9 thì rất hay, cực kỳ là cái bút FN này. Đấy, nó hỗ trợ tính năng chụp ảnh rất là tuyệt vời luôn. Thì Note 9 của nhà mình là bản Hàn, của nhà mình là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Thì là cấu hình con này là RAM, con này là RAM 6GB nhé. Con này là phiên bản là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 128GB nhé.
RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Con này con Note 9 này bên mình là bản gì nhỉ? Là cấu hình gì nhỉ? Màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Màn hình con này thì là màn hình đẹp, không ả màu hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Đấy, các bạn mua Note 9 các bạn về dùng thật sướng, những sản phẩm đời mới bây giờ các bạn mua cơ. Nói thật các bạn rất là sướng luôn. Đấy, Note 9 ấy. Rất là đẹp luôn này. Nói chung là các bạn nhận những sản phẩm này các bạn khỏi phải chê luôn. Bản Hàn 2 sim 2 sóng. Còn và sản phẩm Samsung Note 9 màu tím này bên mình đang bán cho các bạn về giá là 6.4 triệu các bạn nhá. Đợi nhà mình còn một con duy nhất màu tím nữa nhá. Bên mình đang bán cho các bạn về giá là 6.4 triệu các bạn nhá. Các bạn mua về khỏi phải sướng luôn. À, và tiếp theo thì nhà mình lại còn mấy cây Note 8. Hôm nay nhà mình lại về được mấy cây Note 8 đấy các bạn nhá. Này, Note 8 thì hôm nay nhà mình về được 3 cây. Này. Note 8 thì hôm nay nhà mình về được 3 cây. Thì là Note 8 thì mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình và chip RAM cho các bạn nhé. Samsung Note 8 thì là cấu hình của nó là RAM con này là RAM gì nhỉ? RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình của nó là tràn viền 6.3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là cũng là 2K các bạn nhé. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Note 8 thì các bạn cũng đã rõ rồi, nói chung là dùng sướng lắm, RAM 6 các bạn khỏi chê. Bọn này thì là máy Hàn. Một sim, máy Hàn nó là hai, mặc định nó là một sim. Các bạn nào muốn dùng hai sim thì mình sẽ lên hai sim cho các bạn nhé. Đấy, Note 8 này thì là màu đen, máy ngoại hình thì còn 90%. Hôm nay thì mình vừa mới về con này xong. Màn hình con này thì là màn hình của nó không ám nhé, để chỉ hơi bị lưu trữ một chút thôi. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.800.000 nhé. Con Note 8 màu đen đẹp đầu tiên là mình đang bán các bạn với giá là 3.800.000 nhé. Và tiếp theo là con này là con xám này. Đây. Đây, nó xám này, con này thì là màn hình cực đẹp luôn. Đấy, con này thì là màn hình cực đẹp luôn. Cấu hình cũng là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB, bản Hàn. Đấy, tất cả là máy bản Hàn nhé. Ngoại hình thì còn 90%. Màn hình con này là cực đẹp nhá. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.300.000 các bạn nhé. Con màu xám này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 4.300.000 này. Đây, và con cuối cùng là con màu đen này. Màu đen này con này đẹp keng luôn. Đấy. Máy 90% luôn. Máy đẹp len keng sáng biếc. Đấy, con này thì là màn hình đẹp luôn. Màn hình cũng đẹp trong veo luôn nhá, không ám bối, không lưu ảnh gì. Con đẹp nhất này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.500.000 các bạn nhá. Đấy, tùy theo mức giá. Ví dụ mà các bạn nào mà cảm thấy mà túi tiền mình hợp lý thì các bạn mua sản phẩm 3.800.000 này. Tầm tiền nữa thì các bạn có thể là mua là 4.300.000 này, và tầm tiền nữa các bạn có thể là mua 4.500.000 này các bạn nhé. Đấy. Hai chiếc màu đen và một chiếc màu xám các bạn nhá. Note 8 mình về được 2 chiếc, 3 chiếc. S8 thì hôm nay nhà mình còn một chiếc màu xám đấy các bạn nhé. Đây. Con này thì là màn hình của nó là sáng đẹp luôn. S8 thì nhà mình cũng màn hình sáng đẹp này nhỉ. S8 của nhà mình là bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Cấu hình con này là RAM, con này là RAM gì nhỉ? RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Nói chung là S8 thì là màn hình của nó là 5.8 inch, tràn viền 5.8 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Nói chung là những cái dòng S, dòng lốt của Samsung thì các bạn nghe loa trong cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, ngoại hình thì con này máy còn 90%. Con này thì là màn hình sáng đẹp nhá. Màn hình sáng đẹp luôn. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhé. Con S8 màu xám này, bản Hàn 2 sim. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.500.000 nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 thì các bạn nhá, hàng sớm nhất nhá. 3.500.000 cho các bạn nhá. Nói chung là các bạn dùng những dòng này mà 5.8 inch nhỏ gọn, cầm cực kỳ là chắc tay và rất là sướng nhé. Các bạn bỏ tiền ra các bạn mua cực kỳ là sướng, phê lòi luôn. Đây ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con gì nhỉ? Đây, con Oppo Reno. Con này là Oppo Reno nhé. Mình sẽ xem Oppo Reno gì. Chết rồi, mình có con. Chết mình, hôm nay mình mất khẩu gì. Chết. Hôm nay bà chị ấy cũng bỏ mất khẩu. Đây, một chị gái rất là xinh đây. Đang cắt lúa đây, nhưng mà mình đây, đúng rồi. Đây thì mình sẽ vào giới thiệu điện thoại cho bạn xem nhé. À, con này là con Oppo Reno 2F. Con Oppo Reno 2F này, cấu hình con này là RAM 8GB này. Bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền nhé. Đấy, nhìn rất là đẹp đấy ạ. Màn hình của nó là tràn viền rất là đẹp luôn.
gì nhỏ dung lượng bit con này rất là cao, màn hình rất là đẹp, màn hình của nó là màn hình Super OLED, nó cho nói chung là cho hiển thị hình ảnh các bạn, nó thật quá tuyệt vời luôn. Còn Reno 2S này là cấu hình là RAM 8, bộ nhớ trong 128GB. Mình xem lại, mình quên, mình xem bộ nhớ nó ra bao nhiêu mình quên mất rồi. RAM 8 bộ nhớ trong là 128GB nhé. Đây có một bà chị gái dùng rất là xinh luôn. Con này thì gì nhỉ? Đây. Camera của nó trước, đằng trước nó là thò thụt nhé. Các bạn bán hàng, các bạn livestream ấy, cực kỳ tuyệt vời luôn. Này. Đấy, các bạn ấn lại xuống, nó cũng thụt luôn xuống nhé. Ngoại hình thì con Oppo Reno 2F hôm nay mình vừa mình thâu lại của khách, con này thì là ngoài còn 90%. Con này thì khách dùng cái ốp ấy, mình vừa vứt đi rồi. Ốp chiều nay thì nó hơi bị cũ một tí, nhưng mà được cái dùng ốp thì cái máy nó sáng đẹp nhé. Đấy, của nó là thiết kế 1, 2, 3, 4, 5 camera này. Con Oppo Reno 2F này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000. Đấy, các bạn mua những sản phẩm của bạn, các chị gái mà dùng này thì máy nó đỡ nát hơn các bạn mua sản phẩm của bạn, của các anh chàng thanh niên nhé. Các anh chàng thanh niên thì dùng thì hay cái game ấy, đâm nó hơi nát vào tí. Nhưng mà các bạn mua những sản phẩm mà của các chị em gái mưa này, chị gái mưa, em gái mưa này thì nói chung là máy thì còn rất là tốt nếu bạn nhé. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000, con Oppo Reno 2F này các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Reno 2F này các bạn nhà hàng sớm nhất nhé. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, thì con Samsung, đây mình sẽ xem Samsung cho các bạn nhé. Samsung con này là Samsung Z8 này, Z8 2018, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Z8 2018 thì là phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này, màn hình cũng là Super OLED các bạn nhé. Màn hình của nó là cũng là 6 inch nhá. Đấy, con này thì là máy đẹp keng luôn. Đấy, ngoại hình thì còn 90%. Máy cũ rồi thì mình nói 99-98% thì nó hơi quá các bạn nhé. Con Z8 2018 thiết kế nó là hai camera vân tay này, rất nhiều tính năng, màn hình 6 inch cực kỳ to. Các bạn mua về, các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân, hoặc là cái chị gái, hoặc là cái em gái cực kỳ tuyệt vời. Hoặc là các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân ấy. Samsung thì được cái nó có hỗ trợ phông chữ, nó cực kỳ to, nhìn thích lắm. Đây các bạn ví dụ mà vào phông chữ này, đây các bạn phóng to này, đây, các bạn nhìn, các bạn về đây, nói chung là phông chữ, phông chữ này rất là to, các bạn nhìn thì cực kỳ là phê luôn. Mà màn hình của nó là màn hình AMOLED nhé, nó cho hình ảnh rất là tuyệt vời. Con Z8 2018 máy đẹp keng này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.1 triệu nhá. Hôm nay nhà mình về được một chiếc này là 2.1 triệu nhá. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình cũng về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ, thì mình giới thiệu thành kính cho bạn. Thì các bạn nào mà ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là lỗi đổi mùa một tuần và bảo hành 6 tháng. Ở xa thì mình có ship nên các bạn yên tâm nhá. Ở xa các bạn cọc cho mình trước là 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm thôi. Thì là đây, và muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình buổi tối ngủ ngon. Và cũng là sắp đến Tết dương lịch rồi, các bạn nhanh tay sắm một sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ để dùng các bạn nhá. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhá.